cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong quý 3 năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 57 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 4 vụ vi phạm hàng cấm, 43 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 10 vụ hàng giả, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ 900 triệu đồng. Trong đó, số tiền vi phạm hành chính gần 500 triệu đồng, số tiền bán thanh lý tịch thu trên 7,4 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện xử lý 19 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng. Các mặt hàng bị phát hiện và xử lý nhiều như thuốc lá điện tử, phụ tùng xe máy, xe đạp điện, quần áo, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng cục Quản lý Thị trường thông tin cho biết, trên 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu được kinh doanh chủ yếu trên TikTok, Facebook, vừa bị Tổ Thương mại Điện tử, Cục Nghiệp vụ, Quản lý Thị trường đột xuất kiểm tra và tiến hành tạm giữ. Đây là sản phẩm được một hot TikToker thường xuyên livestream bán trên TikTok Shop. Trên mặt sàn rộng hàng trăm mét vuông, nằm tại tầng 1 CT3, tòa nhà Eco Green, số 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là nơi các nhân viên thực hiện chốt đơn và cày view cho các video giới thiệu về các sản phẩm như nước hoa, son, bàn chải điện đang bán chủ yếu trên TikTok và Facebook. Địa điểm này thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Genpali do ông CVT làm tổng giám đốc. Ngay đầu giờ sáng ngày 3 tháng 10, đoàn kiểm tra của Tổ Thương mại Điện tử, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường đã có mặt tại địa điểm nêu trên. Hàng chục nhân viên cũng như đại diện công ty Genpali khá bất ngờ trước sự xuất hiện của đoàn kiểm tra. Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận địa điểm kinh doanh được bố trí bài bản với đầy đủ các khu vực livestream, khu vực chốt đơn, khu vực máy tính phục vụ việc tăng lượt xem ảo cho các video, khu vực đóng gói và kho hàng. Các khu vực được bố trí riêng biệt, khoa học nằm tất cả trên mặt sàn rộng khoảng 1.000 m2. Tại khu vực đóng gói, đoàn kiểm tra ghi nhận hai bao tải dứa chứa hàng trăm đơn hàng là nước hoa đã được đóng gói hoàn chỉnh được chốt từ phiên live trước đó. Phía trên mỗi đơn hàng ghi thông tin người nhận ở nhiều tỉnh thành khác nhau như là Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai. Mỗi đơn hàng có giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng chờ giao cho đơn vị vận chuyển GNT Express để vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Nhanh chóng xác định vị trí kho hàng của công ty, đoàn kiểm tra phát hiện hàng chục thùng các tông được xếp thành từng chồng cao, vẫn nguyên đai nguyên kiện. Kiểm đếm thực tế, đoàn ghi nhận trên 10.000 sản phẩm là nước hoa các nhãn hiệu như True Love, First Love, Manpari, Maiden, Kari. Toàn bộ sản phẩm được bán chủ yếu bằng hình thức live stream trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Facebook dưới một tài khoản, điển hình như tài khoản Phan Thủy Tiên với hơn 4 triệu lượt follow. Đây cũng chính là TikToker bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok Shop trong thời gian qua. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận trên các sản phẩm nước hoa không có thông tin để thể hiện nguồn gốc xuất xứ, trên sản phẩm hiển thị ngôn ngữ nước ngoài, tuy nhiên không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Phía dưới đáy vỏ hộp có các mã vạch với các đầu số 697, hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào năm 2018 và giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đăng ký lần đầu năm 2023. Đối với sản phẩm là lô nước hoa, phía công ty chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Đoàn kiểm tra đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại hàng hóa và tiến hành các thủ tục niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm. Tại họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chiều ngày 3 tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề cát tặc trên các tuyến sông. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trước nhu cầu nguyên vật liệu cao, các đối tượng đã tìm mọi cách để khai thác cát trái phép. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, Công an thành phố quyết liệt xử vấn đề này. Trước đó, ngày 17 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố đã xác lập chuyên án để bắt giữ toàn bộ số đối tượng khai thác cát và đi bán giáp danh giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Ba Vì của Hà Nội.
chuyên án rất thành công. Công an thành phố đã kỳ công bởi đặc thù khó khăn trên sông nước. Công an thành phố đã bắt khởi tố và tạm giam 9 đối tượng, thu 2 tàu hút, 2 máy xúc và 9.000 mét khối cát trị giá hơn 700 triệu đồng và một súng thể thao. Vụ án này đang được điều tra mở rộng để xét xử điểm. Các công ty và các đối tượng này đều ở Vĩnh Phúc, là người Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Không có đối tượng nào liên quan đến Hà Nội. Công an thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể tới đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát kinh tế và công an các quận, huyện, thị xã với yêu cầu quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, không bao giờ chấp nhận cán bộ liên quan đến tiếp tay bảo kê, bất kỳ trường hợp nào cũng phải xử lý nghiêm. Các năm trước đây, chúng tôi sau khi khám phá đấu tranh một số chuyên án liên quan đến cát tặc và cũng đã đề nghị kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện để xảy ra vụ việc. Liên quan phản ánh về việc khai thác cát trái phép trên sông Thường Tín, Thanh Trì, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết đây là địa bàn giáp danh với tỉnh Hưng Yên. Bên phía Văn Giang Hưng Yên có mỏ nên các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp danh để chạy sang địa bàn tỉnh khác khi bị truy quét. Trong khi việc định vị cụ thể hành vi vi phạm trên sông, lực lượng công an phải mời Sở Tài nguyên và Môi trường xác định. Phó Giám đốc Công an thành phố cam kết xử lý nghiêm vụ việc và khẳng định Công an thành phố đã quyết liệt đấu tranh với cát tặc với những điểm đúng chúng được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận. Mới đây, Bộ Y tế tổ chức hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về tăng cường năng lực triển khai thực thi Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá, gọi tắt là SCTC và điều 5.3 SCTC tại Việt Nam. Báo cáo tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết các tập đoàn thuốc lá lên tiếng tham gia truyền thông vì trách nhiệm cộng đồng. Tuy nhiên, họ không khuyên người dân bỏ thuốc lá mà khuyến khích lựa chọn sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trên thực tế, các loại này không có tác dụng giảm hại hay cai nghiện như ngành công nghiệp thuốc lá tuyên bố. Đến nay không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường. Các loại thuốc lá thế hệ mới đều chứa một lượng nicotine rất cao và có thể gây nghiện, hại tới sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển não bộ của trẻ em, thanh thiếu niên, chứa hóa chất độc hại gây ung thư. Về thông tin thuốc lá điện tử giảm tác hại hơn 95% so với thuốc lá điếu thông thường, đó là ý kiến của nhóm nhỏ chuyên gia trên cơ sở một bài báo được ngành công nghiệp thuốc lá tài trợ và không đảm bảo cơ sở khoa học. Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho hay, các đơn vị này đã có thông tin về một số cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tham gia hội thảo tọa đàm có sự tài trợ của ngành công nghiệp thuốc lá, đặc biệt có quan điểm không phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Qua làm việc trao đổi, các cán bộ đã nhận thức được việc làm của mình là chưa đúng.